Philippines muốn mời nước thứ ba tham gia điều tra vụ va chạm với tàu Trung Quốc. Reuters dẫn lời phát ngôn viên Tổng thống Salvador Pinlo hôm nay, 22 tháng 6 cho biết Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đồng ý với đề xuất của Trung Quốc về việc điều tra chung vụ tàu hai nước va chạm nhau tại bãi cỏ rong, Biển Đông hôm 9 tháng 6. Tuy nhiên, ngoài hai nước có liên quan, ông Duterte muốn một nước thứ ba tham gia điều tra cùng và thiết lập ủy ban điều tra chung để tìm ra chân tướng thực sự của sự việc. Chúng tôi không làm ảnh hưởng tới quyền lợi của 22 ngư dân. Chúng tôi đang đòi hỏi công lý cho người dân, và chúng tôi đang dùng tất cả mọi biện pháp pháp lý để thực hiện điều này, ông Penlo nói. Một cuộc điều tra chung và công bằng không chỉ thúc đẩy giải quyết vấn đề nhanh chóng, mà còn tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó chú trọng tối đa tới việc dùng các biện pháp hòa bình để giải quyết xung đột quốc tế, ông Penlo cho hay. Căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines leo thang sau vụ va chạm. Tàu Trung Quốc bị cáo buộc là đã bỏ đi, mặc cho 22 ngư dân tàu Philippines trôi nổi giữa biển hàng giờ đồng hồ. Ngày 17 tháng 6, Tổng thống Duterte đã phá vỡ sự im lặng sau hơn một tuần, gọi vụ va chạm là một sự cố hàng hải nhỏ. Trước đó, các quan chức cấp cao trong nội các và quân đội Philippines đều lên tiếng phản đối hành động bỏ mặc ngư dân Manila của tàu Trung Quốc. Hôm qua, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Lacin đã từ chối việc hợp tác điều tra cùng Trung Quốc. Sau khi vụ việc xảy ra, Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila đã đưa ra một thông báo lý giải vụ việc. Cụ thể, Bắc Kinh nói rằng vào hôm 9 tháng 6, tàu Trung Quốc bị 7 đến 8 tàu Philippines bao vây và khi sơ tán nó đã đâm phải tàu Manila. Tàu Trung Quốc muốn ứng cứu nhưng e ngại các tàu Philippines khác, và tàu này chỉ bỏ đi khi chứng kiến các ngư dân được cứu. Tuy nhiên, thuyền trưởng tàu Philippines gặp nạn đã bác bỏ lời giải thích nói trên, nhấn mạnh rằng ông cùng các ngư dân khác đã bị bỏ rơi trên biển, và không có bất cứ tàu Philippines nào khác ở hiện trường lúc sự việc xảy ra, cũng như không có cái gọi là bao vây. Mặc dù vậy, ông không chắc chắn liệu tàu Trung Quốc có cố tình đâm tàu Philippines hay không. Đức Hoàng, theo CNA, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.